nhìn chị giống samurai. Samurai cái gì? Cái Nhật mà dễ sợ. Cái Nhật đó, đó, đó. Để ta nhỉ to nở. Cái Nhật đó, đó, đó. Ê, hello. Cái Nhật đó, đó, đó. Để ta nhỉ to nở. Trộm chó trên đường tẩu thoát đã bị hàng chục người dân phát hiện vây đánh. Sau trận đòn hội đồng, một người chết, một người bị thương nặng. Này, bố mình nhịn nó lâu lắm rồi đấy nhé. Bị gây náo loạn bởi hai nhóm thanh niên lao vào chém nhau loạn xạ, vụ việc khiến người dân nơi đây vô cùng hoảng sợ. Tất cả hành động chém nhau của hai nhóm này đều được camera an ninh ghi lại.